Em kênh Lan Rừng Minh Hiếu xin kính chào toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Ngày hôm nay là phiên bán hàng ngày 22 tháng 6 năm 2021. Thì kênh Lan Rừng Minh Hiếu là có một số mặt hàng đẹp chuẩn con giống lên để chia sẻ giao lưu kết nối tới toàn thể các bác, cô, chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Thì đầu video thì cho em xin được kính chào toàn thể các bác, chúc các bác là có một ngày mới an lành hạnh phúc. Thì hôm nay em lại lên chia sẻ rất là nhiều những đơn hàng đẹp giá rẻ như năm cánh trắng Phú Thọ này, HO, Hồng Yên Thúy, năm cánh trắng Ngọc Hân, năm cánh trắng Tuyết Ngọc, Mắt Mờ Bùi Việt, thì Cửu Long Cao Phong, Ám Địch Quà Lá Nhỏ. Thì các bác xem video thì cho em xin một nút like, một lượt đăng ký kênh các bác nhé, để hàng ngày em lên video các bác có thể tiện theo dõi và ủng hộ những cái đơn hàng ưng ý các bác nhé. Thì cũng không để các bác phải chờ đợi lâu, em xin vào chi tiết từng đơn hàng của ngày hôm nay này. Thì trước khi vào chi tiết từng đơn hàng, em mời các bác thường lắm qua chợ Ám Lá Nhựa Địch Quà này các bác này, chợ Ám Lá Nhựa Địch Quà đang hoa này các bác này, hai chùm hoa rất là đẹp, Hồng Yên Thúy đang hoa các bác nhá, Hồng Yên Thúy đang hoa này, đây các bác này đã chuẩn hoa rồi, đang làm kỳ và dần dần em sẽ chia sẻ tới các bác. Đây là những con giống nha, rất là nhiều, bây giờ đang mùa hoa, rất là nhiều hoa đang nở các bác nhá. Em đi vào hình số 1 này các bác này, hình số 1 này hôm nay em có chia sẻ một chậu năm cánh trắng Phú Thọ đang hoa các bác nhá, chậu này hoa đã nở gần một tuần rồi, khoảng một tuần rồi, hiện tại thông số là khoảng 50 cm các bác nhá, thông số là khoảng 50 cm, trên thân mẻ có 5 cm. Và các con kia trung bình từ 5 đến 8 sen các bác nhé, có một kia nhỏ hơn đây các bác này. Và còn có một số mắt ở dưới gốc đang sưng các bác nhé, các mắt kia đang sưng này, mầm gốc đã lên rất là khỏe rồi, mầm gốc và các con kia lên rất là khỏe, thân mẹ của cháu rất là mập đẹp các bác nhé, hoa mối trắng không tùy vết đây các bác này. Mời các bác thương lắm bông hoa, đây là bông ấm, bông năm cánh trắng Phú Thọ này, có mũi không một vết nào các bác nhá. Thì cho chậu hình số 1 này, tổng khoảng 50 cm, có 5 cây và một số mắt hai mầm gốc. Em chia sẻ tới các bác, cô, chú, anh chị với giá là 17 triệu đồng các bác nhá, 17 triệu đồng cho một chậu năm cánh trắng Phú Thọ như này, có đủ 3 yếu tố và tiềm năng của cây rất là lực các bác nhá. Cho hình số 1 này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 2. Hình số 2 thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ tới các bác các con giống của năm cánh trắng Phú Thọ cắt khúc ươm kỳ các bác nhá. Và hiện tại là các kỳ nó đều đã ra giá rồi các bác nhá, các khúc ươm tự nhiên kỳ đều đã ra giá khỏe và mớ lá đẹp các bác nhá. Đây các bác này, mời các bác thường lắm con giống này, rất là khỏe đẹp các bác nhá. Thì cho các con kỳ đây các bác này, đã lên như này, em chia sẻ tới các bác cô chú anh chị là 950.000 cho một kỳ các bác nhá, kỳ ươm tự nhiên. Thì cũng chia sẻ tới các bác là các bác vàng, các bác về ví dụ em gửi sẽ gửi theo cho các bác như thế này, và các bác về trồng vào trong chậu như cái thế này thôi các bác nhá, về ươm vào chậu như này là sau giá nó phát triển ra như này là nó cứ thế lớn rồi. Đây là những cái kỳ nó lớn trước các bác nhá, đã ra chậu rồi, bây giờ nó đã thuần chậu rồi. Đây là chia sẻ tới các bác cho những con kỳ như này các bác nhá, giá ra rất là đẹp, cây kỳ nào cũng 3-4 giá rồi, rất là đẹp các bác nhá. Em sẽ buộc mút giá thì mút ươm kỳ như này thì gửi cho các bác này. Em chia sẻ tới các bác là 950.000 trên một cây. Cây mẹ vẫn còn ở nhà em, đều đã ra hoa từ những năm trước các bác nhé, cây mẹ đều đã ra hoa từ những năm trước, rất là đẹp các bác này. Bộ giá đã ra rất là đẹp rồi đây các bác này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 3. Hình số 3 thì em chia sẻ tới các bác một cây năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhé, kỳ năm cánh trắng Phú Thọ này rất là đẹp các bác nhé. Đây các bác này, kỳ này đã khoảng 8 cm, giá đã ra rất là khỏe các bác nhé, đã thuần chậu rồi. Em chia sẻ tới các bác là 2 triệu đồng cho hình số 3 này các bác này, năm cánh trắng Phú Thọ các bác nhé. Và tiếp theo em chuyển qua hình số 4, vẫn là một kỳ cắt khúc ươm tự nhiên các bác nhé, giá đã ra rất là khỏe. Đây mời các bác thường làm bộ giá này, kỳ cũng đã khoảng 8 cm, mớ lá rất là đẹp các bác nhé, kỳ khoảng 8 cm mớ lá cực kỳ là phê luôn, rất là khỏe rồi. Em cũng chia sẻ hình số 4 là 2 triệu đồng cho hình số 4 các bác nhá, nằm cánh trắng Phú Thọ này. Và tiếp theo qua em chuyển qua hình số 5. Hình số 5 thì em tiếp tục chia sẻ với các bác một kỳ nằm cánh trắng HO. Đây các bác này, kỳ đã mở 7 lá
rất là đẹp các bác nhé. Cho kỳ hình số 5 em chia sẻ tới các bác là 9,5 triệu đồng các bác nhé, 9 triệu 500 nghìn đồng trong cái trang HRO này cho hình số 5 này. Và tiếp theo em chụp qua hình số 6, hình số 6 em tiếp tục chia sẻ một kỳ trong cái trang HRO đây các bác này. Cho kỳ này em cũng chia sẻ với giá là 9,5 triệu đồng. Kỳ này cũng đã mơ bế lá các bác nhé, kỳ rất là đẹp rồi, đã thuần chảo rồi, rất là đẹp. Cho hình số 6 này, 5 cái trắng HO. Các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0988692203. Zalo cũng số đấy. Và Facebook là Lan Rừng Minh Hiếu các bác nhé. Và địa chỉ nhà em là tại thôn Tô Gà, xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Và tiếp theo, em chụp qua hình số 7 này, chia sẻ tới các bác một kỳ hồng yên thúy cắt khúc thân mẹ các bác nhé. Cắt khúc thân mẹ bây giờ giá đang bắt đầu thuần rồi, kỳ rất là đẹp. Cho kỳ này em chia sẻ là 36 triệu đồng các bác nhé. Hồng yên thúy 36 triệu đồng. Bác nào đủ tiềm năng kinh tế sưu tầm cho những dòng này, giá trị hiện tại bây giờ đang giao dịch rất là nhiều, yên thúy các bác nhé. Chơi số 7 này. Và tiếp theo em chụp qua hình số 8. Hình số 8 này em chia sẻ một chậu 5 cái trắng ngọc hân. Thì em sẽ mời các bác thương lãm khuôn hoa của dòng này các bác nhé. Bông này rất là đỉnh cao, bông này khuôn hoa cực kỳ là đẹp các bác nhé. Khuôn hoa rất là đẹp. Em xin được mời các bác thương lãm 5 cánh trắng ngọc hân này. Bông hoa rất là đỉnh cao các bác nhé. Đây các bác này, quần hoa cực kỳ là đẹp luôn. Bông này năm trước giá trị gấp đôi và gấp 3 lần của 5 cánh trắng HO các bác nhé. Rất là cao và hiện tại thì rất là vừa tiền để cho các bác sưu tầm. Nên mời các bác thương lãm về thân lá này. Cây thì em đã kích thân mẹ dài 13 cm các bác nhé. Một mầm gốc dài khoảng 8 cm. Đây các bác này, rất là phê, mầm gốc rất là khỏe đẹp rồi các bác nhé. Cho chậu này em chia sẻ tới các bác là 2 triệu đồng cho các bác cô chú anh chị sưu tầm. Và tiếp theo em chụp qua hình số 9. Hình số 9 thì em hôm nay em tiếp tục chia sẻ tới các bác một chậu 5 cánh trắng tuyết ngọc. Thì em sẽ mời các bác thương lãm khuôn hoa của dòng tuyết ngọc các bác nhé. Một bông hoa cũng rất là đỉnh cao. Thì đây các bác này, hình số 9 này. Thì chậu mẹ hiện tại thì đã có 12 kỳ trên thân các bác nhé. Kích được 12 kỳ trên thân. Đây các bác này, mời các bác thường làm các con kỳ lên rất là khỏe các bác nhá. Còn 3-4 mắt ở dưới phần gốc này nữa, 3 mầm gốc rất là khỏe đẹp các bác nhá. Chậu 5 cánh trắng tuyết ngọc. Em mời các bác thường làm bông khuôn hoa của 5 cánh trắng tuyết ngọc này. Phần tùy sạch, mặt mũi đẹp, khuôn cánh vai ngang. Rất là đẹp, môi tuyết các bác nhá. Khuôn hoa rất là đẹp. Tiếc là bông này chỉ mỗi màu thôi, nếu mà bông này mà mỗi trắng thì giá trị của nó sẽ rất là cao các bác nhá. Thì cho cái chậu này hiện tại có 12 kỳ trên thân các bác nhé, 12 kỳ trên thân, rất là khỏe đẹp này. 3 mầm gốc em chia sẻ tới cô chú anh chị là 2 triệu đồng cho cái chậu này các bác nhé, hình số 9 này. Và tiếp theo em chuyển qua hình số 10. Hình số 10 hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ tới các bác cô chú anh chị một chậu mắt mờ bùi Việt. Thì em sẽ mời các bác thường lãm khuôn hoa của bông này các bác nhé, thường lãm khuôn hoa của bông mắt mờ bùi Việt này. Đây là khuôn hoa của mắt mờ bùi Việt các bác nhé. Bông hoa cánh cực kỳ là bè luôn, rất là đẹp. Khuôn hoa cực kỳ là phê, giá trị cho những năm trước lên đến cho những cái chậu như này 10 mấy triệu các bác nhé. Và giá bây giờ hiện tại rất là mềm rồi. Một thân mẹ các bác nhé, dài khoảng 8 cm. Và một hòn bi, hòn bi bên này các bác nhé, một mầm gốc này dài cũng khoảng 8 cm rồi. Và cái thân mẹ to bên này đang bắt đầu sưng mầm gốc. Em chia sẻ tới các bác là 1.500.000 cho cả cái chậu này các bác nhé. 1.500.000 này cho hình số 10 này. Và tiếp tục em chuyển qua hình số 11. Hình số 11 thì hôm nay em có chia sẻ tới các bác một chậu nái của 5 cánh trắng Tây Thiên. Và cái chậu mẹ đã có hoa ở video cách đây 2 hôm trước nhà em các bác nhé. Ở video cách đây 2 hôm trước thì em sẽ mời các bác thường làm khuôn hoa tiếp của cái dòng này các bác nhé. Đây các bác này, em mời các bác này thường làm khuôn hoa 5 cánh trắng Tây Thiên các bác nhá. Bông cực kỳ là đỉnh. Bông hoa này rất là to và cánh rất là bè các bác nhá. Ngày đầu tiên mới số mắt xước các bác nhá. Ngày đầu tiên mới số là mắt xước này. Khuôn hoa rất là đẹp. Thì em đã chia sẻ các con kỳ và các mắt ngủ tới các bác rồi. Hôm nay còn duy nhất một chậu mẹ. Chậu mẹ Tây Thiên này các bác này. Em đã kích thân mẹ dài khoảng 20 cm. Đây các bác nhá, đã kích rồi. Và một mầm gốc dài khoảng 30 cm. Mầm gốc dài khoảng 30 cm các bác nhé. Thì cái này thì các bác có thể làm được rất là nhiều kỳ. Em chia sẻ tới các bác là 2.500.000 cho cái chậu này các bác nhé. 2.500.000 này cho hình số 11 này các bác này. 2.500.000. Tiếp theo em chụp qua hình số 12, chia sẻ tới các bác một chậu ám lá nhỏ địch quá Thanh Sơn Phú Thọ. Chậu này thì đang nổ các bác nhé.
chợ này thì đang nổ này, giá rất là hợp lý. Em mời các bác thương lắm của ám dòng ám lá nhỏ địch quả này, khôn hoa. Đây các bác nhá, đây là ám lá nhỏ địch quả này, chào mẹ nhà em luôn này. Đây các bác, mời các bác thương lắm khôn hoa luôn. Thì hôm nay có hai chậu nhỏ hơn thì chưa xí cho tới các bác sưu tầm, giá nó mềm này. Cho chậu thứ nhất này, đây các bác nhá, thân mẹ thì dài khoảng 17-18 cm. Thì hiện tại đang có nổ luôn, có hai mầm gốc lên rất là khỏe đẹp coi nhá, kỳ trên thân, và còn các mắt đang sưng này coi này. Cho đơn hàng số 12 này em chia sẻ tới các bác là 850.000 cho cả cái chảo này luôn các bác nhá, rất là dễ rồi. Ám lá nhỏ địch quả dòng này năm trước 300.000 cho 1 cm các bác nhá, tầm này của năm 2020 này em sưu tầm là 300.000 cho 1 cm. Bây giờ hiện tại giá rất là mềm để cho các bác sưu tầm rồi, 850.000 cho cái chảo này các bác nhá, hình số 12 này. Tiếp theo em chụp qua hình số 13, vẫn là một chảo ám lá nhỏ địch quả này. Thì chảo này cũng có hai mầm gốc, 3 kỳ trên thân cơ. Chảo này thì 3 kỳ trên thân. Em cũng chia sẻ tới các bác là 850.000 cho hình số 13 các bác nhá. Ám lá nhỏ địch quả. Tiếp theo em chuyển qua hình số 14. Hình số 14 thì hôm nay em tiếp tục chia sẻ tới các bác con giống cửu long cao phong hòa bình. Thì đây các bác này, cho hình số 14 này. Một thân mẹ các bác nhá, và một mầm gốc rất là khỏe đẹp này các bác này. Em sẽ mời các bác thương lắm khuôn hoa của bông này. Thì đây các bác nhá. Đây là bông bầu cửu long này. Dòng này thì đạt cả về thân lá và khuôn hoa luôn. Thân lá thì có những chậu mẹ đã đạt đến F30 các bác nhá. Chậu mẹ đã đạt đến F30 rồi. Thì cho hình số 14 các bác nhá. Có một thân mẹ này. Thân mẹ dài khoảng 12 cm. Có các mắt kia đang sưng rồi, rất là đẹp. Một mầm gốc dài khoảng 20 cm. Và bổ giá đây các bác này, mời các bác thường làm bổ giá này. Rất là khỏe đẹp các bác nhá. Em chia sẻ tới các bác hình số 14 là 400.000 các bác nhé, 400.000 cho hình số 14. Tiếp theo em chuyển qua hình số 15. Hình số 15 vẫn là một chảo cửu long cao phong của Hòa Bình. Thì, thân mẹ này thì dài khoảng 16-17 cm. Đây các bác này. Một mầm gốc dài khoảng 24-25 cm gì đấy các bác nhé. Đây các bác này. Bộ giá này. Rất là khỏe đẹp. Những cái mầm gốc này năm nay nó sẽ đạt khoảng 1 mét trở lên các bác nhé. Ở dòng này thì chảo mẹ khá là nhiều chảo đã đạt F30 rồi. Chứ em chia sẻ tới các bác là hình số 15 là 400.000 này, cho hình số 15 này. Và tiếp theo em chụp qua hình số 16, vẫn là một chảo cửu long cao phong. Đây các bác này, một thân mẹ này, một mầm gốc. Thân mẹ này cũng dài khoảng 13 cm. Các mắt kia trên thân đều đang sưng rồi các bác nhá. Mầm gốc này cũng dài khoảng hơn 20 cm. Đây các bác nhá. Bộ giá đây các bác này, bộ gốc này rất là khỏe. Em muốn chia sẻ tới các bác là 400.000 cho hình số 16 các bác nhá, dòng cửu long cao phong. Tiếp theo em chụp qua hình số 17, chia sẻ tới các bác một cái chảo siêu thân thú, lá cực xếp gần đẹp. Nhưng mà cái chảo này thật sự chia sẻ tới các bác là em chưa biết hoa, bán là bán số số thôi. Đây các bác này, mời các bác thương lắm này. Em cũng đã test thử trên ngọn thì nó ra bây giờ ra 4 cái mắt các bác nhá, có 2 kỳ rồi, còn 2 mắt này nữa các bác này, 2 mắt này nữa đang sưng này. Và tất cả về phần dưới thân các bác nhá, tất cả phần dưới thân đang bật hết các mắt rồi, các mắt kỳ ở trên thân đều đang sưng hết rồi các bác nhá, rất là nhiều, gần như là phải khoảng 50-60% là các mắt đều đang sưng rồi. Thân mẹ thì cũng không có đo ép nhưng chắc là khoảng 22 gì đấy các bác nhá, 21-22 gì đấy. Đây các bác này, ngón tay cái còn không bằng. Đây các bác nhá, rất là đẹp. Một dòng thân lá xếp gần cực kỳ đẹp. Đây các bác này, rất là đẹp. Hai mầm gốc, mỗi mầm gốc đã dài khoảng 40 cm. Và thân mẹ thì dài khoảng hơn 60 cm các bác nhá. Chưa có hoa, thân năm trước này. Thân năm trước chưa có hoa. Cái này thì em chưa biết hoa bởi vì cây đi sưu tầm các bác nhá. Cây đi sưu tầm vẫn là số số thôi. Em chia sẻ tới các bác yêu và đam mê thân thú dòng những dòng lá mít gân này, với giá là 1.200.000 cho cả cái chảo này các bác nhá, kỳ trên thân này. Và cái thân mẹ này thì dài khoảng hơn 60 cm và đã đạt khoảng 60% các mắt kỳ đều đang sưng rồi các bác nhá. Để mời các bác thường lắm về thân lá này, thân lá siêu phê luôn, lá xếp từ dưới lên trên, và cái thân mẹ của nó từ những cái kế dọc thân các bác nhá, rất là đẹp này, thân cực kỳ là phê luôn. Để các bác này, rất là đẹp. Cho hình số 17 em chia sẻ là 1.200.000 cả chảo luôn các bác nhá. Tiếp theo em chụp qua hình số 18, chia sẻ với các bác một cái dòng ám mắt đỏ. Em sẽ mời các bác thương lắm khuôn hoa của cái dòng này các bác nhá. Em xin được mời các bác thương lắm bông ám này, mắt đỏ, bông hoa cực kỳ là phê luôn các bác nhá. Bông hoa này rất là đẹp. Đây các bác nhá, cực kỳ là đẹp. Thì cũng có một số con giống thôi, cái dòng này nó đạt cả về thân lá và khuôn hoa luôn các bác nhá. Đây các bác này, mời các bác thương lắm thân mẹ này. Hình số 18 các bác nhá, có một thân mẹ này và một mầm gốc. Em chia sẻ tới các bác là 350.000 cho một thân mẹ và một mầm gốc này các bác nhá. Ở cái khúc bên này, thân mẹ rất là đẹp.
và cái thân nhỏ hơn bên này coi nhá, thân nhỏ hơn bên này cũng có một thân mẹ và một mầm gốc. Em chia sẻ tới các bác là 300.000 này, đây là cho hình số 18 này, có một chảo luôn các bác nhá. Và tiếp theo em chúng qua hình số 19, bông áo mắt đỏ này, là một thân mẹ này các bác này, một thân mẹ và một mầm gốc này các bác này. Em cũng chia sẻ tới các bác là 300.000 cho cái bông này rất là đẹp. Và dòng này thì thân lá đây các bác này, mời các bác thường lắm về cái thân lá của nó. Thân lá của nó cực kỳ là phê luôn các bác nhá, rất là đỉnh cao này các bác này, cực kỳ là đẹp. Tiếp theo em chuyển qua hình số 20. Hình số 20 thì em có chia sẻ một chảo số số thần thú thôi các bác nhá. Cái này thân lá rất là đẹp vì chưa biết hoa, nó thứ tét nó ra cái con kỳ này. Cho chảo này có hai thân mẹ các bác nhá, có hai thân mẹ này và hai mầm gốc. Kỳ trên thân nữa, thân bên thân lớn hơn này cũng đã lên. Đây các bác này, có hai thân mẹ và hai mầm gốc. Em chia sẻ tới các bác là 300.000 về cho các bác bắt số các bác nhá. Cho hình số 20 này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 21, chia sẻ tới các bác một cái dây kỳ của dòng mít lá gân này các bác này. Chảo này mít siêu gân luôn, khi càng già lá nó càng gân các bác nhá. Đây các bác này, thì có đang hoa luôn đây các bác này, mời các bác thường lắm quân hoa luôn. Đây các bác này, đây là bông hoa các bác nhá, quân hoa này. Và em sẽ cắt cho các bác cả cái dây kỳ này luôn. Hiện tại trên thân mẹ đã có hai kỳ đã già giá này các bác này, có cả hoa. Em sẽ cắt từ cuối gốc luôn các bác nhá, để còn rất là nhiều mắt cho các bác ươm. Em không muốn chia sẻ chảo mẹ nên là em cắt khúc luôn để cho các bác sưu tầm. Em chia sẻ với giá là 300.000 cho hình số 21 các bác nhá, cả một cái dây kỳ này luôn các bác nhá. Còn có những cái mắt đa kỳ đang lên này, và còn rất là nhiều mắt ngủ về các bác ươm này. Hai kỳ đã lên đẹp các bác nhá, hai kỳ đã rất là khỏe rồi, có cả hoa luôn. Gửi luôn cho các bác cả bông hoa này luôn các bác nhá. Đây các bác này, mời các bác thường làm cả khuôn hoa này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 22. Hình số 22 cũng là cái dây kỳ bên này các bác nhá. Em cũng cắt cho các bác từ gần gốc này, đây từ đây các bác nhá, từ gần gốc này. Và cái trên thân mẹ này thì hiện tại đã có 5 cái đầu kỳ rồi các bác nhá, 5 cái đầu kỳ như này. Và còn rất là nhiều những cái mắt đang lên này các bác này, có cả thì có cả nổ các bác nhá. Em sẽ cắt cho các bác cả một cái khúc này, có tới 5 cái mắt kỳ và còn rất là nhiều mắt ngủ. Em muốn chia sẻ tới các bác là 300.000. Đây là chảo mẹ các bác nhá, chảo mẹ của nó này, cực kỳ là phê, rất là đẹp. Chảo này thì em đi lại chăm tiếp cho sang năm này. Tiếp theo em chuyển qua hình số 23. Số 23 chia sẻ tới các bác một chảo ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ. Cái dòng này thì em cũng đã chia sẻ hoa tới các bác nhiều rồi nên em không mời các bác thường lắm hoa nữa. Có hai con kỳ, một con kỳ đã dài 15 cm các bác nhá, thân mẹ thì dài khoảng 23 cm. Và hiện tại là các mắt kỳ đều đang sưng hết rồi các bác nhá, các mắt kỳ đều đang sưng hết rồi, tất cả các mắt kỳ. Một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc rất là đẹp. Thì cho cái đơn hàng này, dòng này dòng lắc KM phát tài các bác nhá, em chia sẻ tới các bác là 450.000 ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ, 450.000 cho hình số 23 các bác nhá. Tiếp theo em chuyển qua hình số 24, chia sẻ tới các bác một chảo ám mắt châu lưng xanh Phú Thọ nữa. Chảo này thì có ba thân mẹ các bác nhá và ba mầm gốc, mỗi mầm gốc bây giờ đã dài khoảng 12 cm. Cho cả cái chảo như này về các bác cứ để ươm là năm nay nó sẽ phát triển, mỗi mầm gốc sẽ gần 1 mét các bác nhá. Em chia sẻ tới các bác là 700.000 chân mẹ các bác có thể làm được một số kỳ nữa, 700.000 cho cả chảo hình số 24 này các bác này, ám mắt châu lưng xanh. Tiếp theo em chuyển qua hình số 25. Hình số 25 này em chia sẻ tới các bác một cái chảo bắt số số. Cái chảo này thì khá là tiềm năng các bác nhá, từ cái sọc thân này, thân mẹ thì xanh sạch tuyệt đối, da kỳ này có vết lem này các bác này, da kỳ này có vết lem. Em chia sẻ tới các bác là 250.000 cho cái thân mẹ này các bác nhá. Còn một con kỳ nhỏ bên này nữa, 250.000. Cây này rất là tiềm năng này các bác này, sọc thân này, từ đến những cái bể lá, cái lá và thân thì xanh sạch tuyệt đối, da kỳ có vết lem này. Thuộc những cái dòng này nó cây ra khá là tiềm năng các bác nhá. Đây là hình số 25, em chia sẻ tới các bác là 250.000 các bác nhá. Tiếp theo chúng qua hình số 26, chia sẻ tới các bác một cái chảo bát Việt Lót cây hồng yên thủy. Cây này thì cái thân mẹ này các bác này, cái lá rất là giống cây yên thủy rồi, đang có nổ các bác nhá, có hai kỳ trên thân và những cái mắt kỳ đang sưng này. Mầm gốc đây các bác nhá, mầm gốc này thì nó đang bị hỏng lá nhưng mà nó vẫn đang tỏi lên, không ảnh hưởng gì. Có một mầm nối các bác nhá, đang nổ rồi. Đây cây như này khá là tiềm năng các bác nhá, từ cái sọc thân cho đến lá rất là giống cây yên thủy. Em chia sẻ tới các bác là 400.000 cho hình số 26 các bác nhá, về cho các bác bắt số này, 400.000. Cây cũng tiềm năng thôi các bác nhá, cây rất là tiềm năng vì thân lá của nó rất là giống, chưa chắc chắn được điều gì. Chia sẻ tới các bác số số thôi. Tiếp theo em chuyển qua hình số 27. Hình số 27 thì chia sẻ tới các bác một cái chảo 5 cái trắng Hà Đông đang hoa luôn các bác nhá, bông hoa đây các bác này, 5 cái trắng Hà Đông rất đẹp. Có một thân mẹ dài gần 30 cm và một mầm gốc dài khoảng 25 cm các bác nhá. Đây các bác này,
rất là đẹp các bác nhé. Bông hoa trực tiếp luôn đây rồi. Em đã chia sẻ tới các bác là 800.000 cho bác nào sưu tầm dòng 5 cánh trắng Hà Đông này. Đây các bác nhé. Thì tổng nhà em hôm nay có một số đơn hàng lên để chia sẻ tới toàn thể các bác, cô chú, anh chị yêu và đam mê hoa lan sưu tầm. Cuối video xin được chúc toàn thể các bác có một ngày an lành, hạnh phúc. Em xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác vào những video tiếp theo của nhà em.